thời gian gần đây thì những người dân sinh sống ở tại thị trấn gia khánh của huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc vô cùng hoang mang lo lắng khi tại địa phương này xuất hiện tình trạng đạn lạc làm thủng nóc nhà dân đặc biệt là có trường hợp trẻ nhỏ đang học bấm non bị đạn sượt qua đầu hay là một người già đi lễ chùa bị đạn găm trúng ngực và hiện thì công an tỉnh vĩnh phúc đã bước đầu xác minh được nguồn gốc của những viên đạn lạc này. Đó thì chỉ chưa đầy 4 tháng trên địa bàn thị trấn Gia Khánh đã xảy ra 5 vụ đạn bắn vào nhà dân, hai vụ trúng người, ba vụ còn lại hoặc là xuyên qua mái tôn hoặc là trúng tường, may mắn là chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong. Tuy nhiên, nhiều gia đình đã nhiều phen hú vía, đặc biệt sau vụ việc cháu Nguyễn Hải Phong, 3 tuổi, được phát hiện chảy máu ở Thái Dương bên phải khi đang chơi tại cơ sở mầm non tư thục họa mi. Ngay sau đó, gia đình đưa đi khám và phát hiện bên trong má của cháu có một đầu đạn hình trụ, chiều dài 26,9mm, màu đỏ đồng, đường kính 7,6mm, nằm dưới da, trước tay phải. Gần đây nhất vào ngày 4 tháng 10, một người phụ nữ đi lễ chùa cũng bị đạn găm vào ngực phải đưa đi cấp cứu. Qua giám định, cơ quan điều tra cho rằng đầu đạn sượt vào đầu cháu Phong là đầu đạn súng quân dụng thường dùng cho súng AK-47, có thể bắn được cho súng trung liên RPK, RPD, súng tiểu liên K-63, súng CKC. Theo Công an của tỉnh Vĩnh Phúc, thì những viên đạn lạc thời gian qua có khả năng liên quan đến việc bắn đạn thật trên các thao trường của quân đội.